sao là cái kênh của mình lại có tên là Công Tử Miền Tây. Bởi vì là mình sinh ra và lớn lên là ở Tiền Giang, một cái quê sông nước của miền Tây, điển hình như là những cái tỉnh miền Tây khác. Thì cái kênh của mình ra đời với mục đích là mang đến cho các bạn những cái khoảnh khắc đẹp nhất của miền quê, những cái view clip, những cái món ăn đơn giản nhất, cũng như là mang đến cho các bạn một giây phút thư giãn bình dị ở cái chốn quê. Thì bình thường mình làm việc ở trên Sài Gòn, và thỉnh thoảng cứ tuần mình có về thăm gia đình, thăm người thân, và mình sẽ tranh thủ để mà mình làm những cái video clip vui gửi tới tất cả mọi người. Thì trong cái kênh của mình sẽ có rất là nhiều clip thú vị về sống của người miền Tây, hoặc là những cái món ăn dân dã, những cái loại trái cây, hoặc là những cái khoảnh khắc thú vị của miền nông thôn. Thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh Công Tử Miền Tây, hãy đăng ký kênh, tích đăng ký kênh, cũng như là theo dõi những clip tiếp theo của kênh. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Chào tạm biệt nhé.